rất vui vì anh Lương đã về Cà Mau chơi và có một chuyến sáng tác hoặc là kỷ niệm với em. Và hôm nay cũng may mắn là nhân dịp sinh nhật của anh, chúc anh nhiều sức khỏe, nhiều tác phẩm âm nhạc để lại cho các em cháu sau này. Cảm ơn nhạc sĩ Trịnh Sâm Ly. Chúng ta hoan nghênh chung nào. Chúc thầy sinh nhật vui vẻ, nhận sự bình an. Có chân cháy không nghe. Bye bye, xin hẹn gặp lại nhé. Rồi xin hẹn gặp lại.